Lô 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 lô. Hello anh em, hello mọi người nhá. Hello. Đây rồi. Ôi giời. Đỉnh đấy. Những chiến binh sau vàng hoàn toàn. À, anh Lê Khôi. Trong mùa thẻ Việt Nam đặc biệt nhất từ trước đến nay. Việt Nam best. Ơ, ông nào mà che tên vậy? Đấy, nhìn thằng Đức này. Tiến Dũng này. Ui. Quả tóc hơi ngố nha. Tóc hơi ngố xíu. Nhất từ trước đến nay. Tiến Dũng với lại anh Trọng Hoàng này. Trời, anh Trọng Hoàng nhìn chiến ta. Hoàng Đức, ngôi sao, niềm hy vọng mới. Ui, 98 cơ à? Trời ơi, chỉ số 98. Lương 19. Trọng Hoàng, động cơ mạnh mẽ và vĩnh cửu. Ui, 99. Vãi. Là chân thép của hàng phòng thủ. 98. Ui, lương cao vậy. Tất cả sẽ xuất hiện trong Việt Nam Bên. Cùng nhau chạm tới những đỉnh cao hoàn toàn mới. Tập hợp siêu đội hình chinh phục đỉnh cao mới của các chiến binh Việt Nam Bên. Chỉ có tại FIFA Online 4 từ 24 tháng 1 năm 2022. Việt Nam Bet.fo4.garena.vn. Đợt trước tôi có một cái bức ảnh ấy, tôi chụp với lại ba người này năm ngoái, và tôi cũng không tin là cái bức ảnh đấy có tận ba người vào trong game. Tập hợp siêu đội hình chinh phục đỉnh cao mới. Trời, ui giời, trời nhìn chiến ta. Đấy, nhạc đâu rồi? Hoàng Đức mình gặp ngoài đời đẹp trai, hiền, hiền vãi trưởng, cao 1m84, 74kg thể hình trung bình, chân 54. Ui, tinh tế, sút xa, kiến tạo và qua người, 3 sao này. Các anh em nhìn chỉ số này kiểu hợp lý không? RBRM. Lương 19. Ui, có quả nỗ lực đến cùng này hơi bị ác nha. Được đấy. Truyền dài này, tạt bóng sớm này. Này đá kèo này đá RM ngon hơn ta. Thể hình trung bình 1m7. Tốc độ 103. Ô, sao thể lực có 88 vậy ta? Thể lực hơi ít đúng không anh em? Thể lực 88 cho một hậu vệ biên à? Có đây thì kiểu mình nghĩ phải hơn ý, khoảng tầm 9 mấy chứ. Nhìn Cute phơ vai que vậy. Ui cái áo đẹp thế. Trời ơi, cái quả áo này hơi bị chiến. Đây, Bùi Tiến Dũng. Đây. Tiến Dũng thì ngày xưa thì đã ở FIFA 3 rồi. 1m76, 74 thể hình to. Ui vãi à. Trời ơi, sao lại có ăn vạ. Ăn vạ và truyền dài. Tốc độ 101, sút 74, truyền 80. Ê, kèo này đá được cả CDM nha. Sút 74, truyền 80. Bê bóng 85, thủ 101. Nhiệm vụ đặc biệt này. Bắt đầu từ ngày bao nhiêu ta? Từ ngày 24, 4 ngày nữa. Hôm nọ thì anh em biết rồi đấy, tôi vote thì gọi là tôi vote theo cái kiểu vote theo sở thích của tôi thôi. Vote theo sở thích của tôi thì tôi lại vote theo kiểu này. Đấy, là fan MU các kiểu thôi. Nhưng mà để mà dự đoán chuẩn một đội hình Totti thủ môn thì mình cũng nghĩ là gần như là 80%, 90% là Dona rồi này. Có một vài option là mình nghĩ là chắc chắn sẽ có Doma, Rudiger, Kante, Lewy rồi này. Messi tôi nghĩ là chắc là bộ 3 vẫn thế này đấy. Tại vì Mbappé năm nay cũng bình thường. Có lẽ là Mbappé không được vào bộ 3 tiền đạo đâu. Tôi nghĩ sẽ là Kante này, Jorginho và Kevin.
là bộ ba tiền vệ đi. Đây là tôi dự đội hình chính xác nhé. Bộ tứ vệ thì Rudiger, Ruben Dias thì cũng hên xui nhưng mà có thể là Ruben Dias. Mình sẽ là Trent và Cancelo, không có Theo. Đây, có nghĩa là nếu như mà dự cho đội hình chính thì tôi sẽ dự cái này này. Donna này, Ruben, Rudiger, Trent và Cancelo. Rồi, tiền vệ Kevin, Kante, Jorginho. Đây, bộ ba tiền đạo đây. Ngày 24 thì update cái phiên bản mà có hàng Việt Nam mới thì mình nghĩ là chắc cũng một phần sẽ là, cũng có thể được gọi là sẽ có Totti đấy, cũng có thể là Mbappe, tại vì là Mbappe thì anh em biết rồi, nó đang kiểu nó hay xuất hiện ở FIFA truyền thống ấy, kiểu vậy. Còn vote cầu thủ thứ 12 thì server, mỗi server khác nhau á. Nhưng mà tôi nói thật với các bạn nhé, cái FIFA nào thì FIFA chứ người ta vẫn fan MU nhiều nên tôi nghĩ là người ta vẫn vote Ronaldo ấy chứ. Chẳng qua là bên EA họ có muốn bẻ cong cái vote của người ta đi. A few moments later. Ui quả áo Totti năm nay cũng chiến ta. Kevin đúng bộ ba tiền vệ thì mình đoán chuẩn này. Đây tiền vệ là chuẩn rồi này, tiền đạo lệch mất Ronaldo này. Bộ tứ vệ Cancelo, Diaz, Hakimi và Marquinhos à? Phải lìn nhờ. Mà quả Cancelo lại ác đấy. Vô lý ta. Marquinhos nhờ. Donna chuẩn rồi, đéo Rudiger luôn ạ. Ôi trời ơi. Vãi cả bìu ạ. Theo hiểu kiểu gì của ma quy nhốt nhờ. Này như kiểu mẹ PSG nắm cổ phần à. Thì mình nghĩ là Hakimi ok nhưng ma quy nhốt quả hơi bịp nhờ. Ở Việt Nam thì Rô chạy đâu hả các bạn. Trong đầu tôi cũng nghĩ là con Mbappe. Cái trường hợp của Mbappe là trường hợp khó đoán. Tại vì là Mbappe khi mà các bạn biết rồi đấy, Mbappe thì là kiểu đối tác truyền thông của FIFA truyền thống mà. Cho nên là tôi lúc đấy tôi mới bảo là cái trường hợp của Mbappe, Ronaldo rất là khó đoán. Thế là rất là dễ có sự xuất hiện của Mbappe. Còn về với server mình để mà nói với kèo Rô thì cũng không sợ thiếu. Tại vì kiểu gì cũng vốt được con 12 thôi. Tiền vệ thì y như dự đoán rồi này. Đấy tôi đoán được chính xác bao nhiêu ta. Đấy là với cái đội hình mà chuẩn bắt đầu stream mình dự đoán á. Thì mình dự đoán chuẩn được con Cancelo này. Con Diaz này, con Donna này. Tiền vệ nữa là 6 này. Với lại mình đoán được đúng 8 con. Lệch Mbappe, Marquinhos và Hakimi. Ông chọn bởi đúng rồi. Đấy là vote. Còn dự đoán là khác. Không hiểu có hai từ dự đoán và vote không. Marquinhos thành tích ở đội tuyển quốc gia thì vào đến chung kết Copa. Chuẩn là con Marquinhos nó cứ kiểu nó giống như một cái gương mặt nó mọc một cục mộn vậy. Ai cũng biết là thực ra Theo cũng không hợp lý. Theo hay là Dest không hợp lý. Tôi thấy hợp lý là Cancelo với lại Trent cũng được. Trong đầu tôi bị phân vân giữa Rudiger. Tôi còn nghĩ là chắc suất cơ. Tôi nghĩ là chắc suất là có Rudiger trong này. Tôi còn phân vân giữa Ruben Dias và Bonucci hoặc là Chiellini. Tại vì là kèo đấy là kèo vô địch Euro. Má, chả nhẽ lại không có. Thôi rồi, đội hình đã chính thức rồi. Bây giờ có. Nói như thế nào thì nó cũng chỉ như vậy. Dự đoán của mình á, Lewis Messi chỉ số cao nhất. Có cao giữa size M, size L, size XL đi. Messi, Lewan này. Messi, Lewan, Jorginho, Kevin, Marquinhos sẽ là 5 con size XL mà mình dự đoán này. Mbappe, Hakimi và Cancelo sẽ là size L. Còn lại là size M. Đấy. Mình nghĩ là Diaz sẽ không cao lắm đâu. Thực ra thì Mbappe hay Rô tôi cũng không quan tâm lắm. Tại vì tôi nói rồi mà, không có vô Rô trong cái đội hình chính thì kiểu gì cũng là cầu thủ thứ 12 thôi. Cho nên mà kiểu Mbappe thì mình không bất ngờ lắm. Chỉ bất ngờ cái quả kia thôi.